tiếp tục những câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng. Chân dung cuộc tình số thứ hai với chủ đề Tình Hồng. Mời quý khán giả cùng thưởng thức những ca khúc gợi ca vẻ đẹp của tình yêu, của lòng chung thủy và sự gắn kết bền vững của lứa đôi. Tình tang tang mình sống với cây đàn, bạn đôi ta là gió nước mây ngàn, còn đất trời còn chẳng yêu nữa, ta mãi hòa bài hát yêu đương. Cùng với đó là cuộc trò chuyện rất đặc biệt với hai cặp vợ chồng nghệ sĩ, những người đã đến với nhau bằng tình yêu âm nhạc và ở lại cùng nhau bằng chữ duyên. Nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario và ca sĩ Hà Thúy Anh, ca sĩ nhạc sĩ Trần Vũ và ca sĩ Thu Trang, họ đã làm gì để giữ gìn được thanh xuân trong âm nhạc và hạnh phúc trong gia đình? Đón xem Chân Dung Cuộc Tình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.